Hello. Vâng, bước đến với trận thi đấu đầu tiên của xê đấu thứ tư. Vâng, màn hình máy Katha Vâng, xin gửi chào đến bạn Bùi Kỳ. Và mình cũng vừa vừa và cũng thuộc hệ vừa vừa đủ dùng thôi và không đến mức độ là to. Đang đôi vòi vẫy tay ngay gần nhà kiểu game thủ Hoàng Minh Nhi rồi. Và cái bãi quản nằm ở đâu? Alo. Vâng, quay trở lại với trận thi đấu. Trận thi đấu đầu tiên của xê đấu thứ tư. Trận thi đấu này khi bên mình là có bằng 2k, 1 per và 1 baby. Bằng 2k, 1 per baby là quân của mình và bên kia là có per Foseng và Kathanian. Vâng, đây là trận thi đấu mà đánh giá là quân mình kia có nhỉnh hơn, khi bên kia là có vâng có Seng và có Fo. Ở khi mình là chỉ có một Persian thôi và kèm với đó là hai ông Katha. Bài đấu quá khỏe dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Một bài đấu mắc binh dành cho game thủ Katha. Ở trận đấu này mà không mà hơi đáng tiếc khi mà không rơi vào tay ông chém tuyển như kiểu là ông Pan với cả ông Per. Và rơi vào ông Katha thì cũng được, mặc dù nó không nó sẽ ép không được khét như bài đấu của Pan như của Per. Đây là màn hình máy tí. Persian đánh với công thức là thịt kho tàu, đôi voi và đây là bầy hươu đầu. Vâng, đôi voi và hạt tỉa hai con hươu đầu tiên về và cộng thêm cái bãi quả. Vâng, sẽ là tình huống mà vẫn là vâng để cho nông dân Persian khai thác thực voi thì sẽ cũng vâng vẫn sẽ là và đều dân thôi. Và đây là máy xi măng. Vâng, bài xi măng trận đấu này là bài đấu anh khá cơ bản. Vâng, bãi quả phụ, bầy hươu cũng như là cộng với đó là một đôi voi. Còn bài Alonso thì sao? Vâng, Kathanian. Một trận đấu mà tôi vừa đang thấy có một xác, vâng, một xác nhẹ nông dân. Alo, vâng, xin chào đến bạn Nguyễn Văn Phú. Vâng, có lẽ thời điểm đầu tiên quay trở lại với màn hình máy của Hoàng Minh đi khi một bài đấu Kathanian là mắc binh. Vâng, 6 voi dành cho Kathanian. Vâng, hơi đáng tiếc khi đây không rơi vào tay ông Persian và Parmesan. Vâng, nếu không trận đấu này sẽ được vâng, nếu có giải ép đời, vâng, bài này mà gặp kiểu Pan trong giải ép đời hoặc là Per thì có lẽ là được giải ép. Vâng, chắc chắn là giật giải rồi. Một bài đấu đánh với 22 dân, bãi quả đầu tiên những cây quả về sau nó hơi xấu một chút. Vâng, như thông tin báo về giờ nhà đấu cánh của game thủ xi măng đó chính là bài đấu của người cầm màu 8, Exciter. Và 26 dân, trận nói Babylon ta là người đánh cung R. Và khi mà hệ chúng ta thuộc hệ là vương 2 Katha, như là ông 1 ông Persian rồi, đều là hệ chém. Một bài đấu
Vâng, sẽ là bò bế nhà khá kín dành cho Babylon. Đó, nhưng mà nếu là thời điểm đầu tiên đối đầu với game thủ Seng thì có lẽ mình sẽ phải là những người chống giò. Rồi tôi quay trở lại với màn hình máy của game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, với đầu cánh của game thủ Hoàng Nhi đó chính là màu 7. Vâng, hai Katha Nian sẽ đối đầu nhau ở cánh bên này. Đang khá nhiều nông dân của game thủ màu 7. Trận này dường như màu 7 bạt đấu lực cũng khá ổn thì phải, khi mà tôi thấy cũng có quả phụ. Vâng, có quả phụ và có những bầy hươu. Vâng, bên này có 5 dân. Vâng, công nghệ đủ rồi. Vâng, có lẽ là sẽ tầm làm được khoảng không đây là 7 dân cơ. Rất thơm thịt đến từ game thủ người cầm 7 khi đây có 7 dân của Tùng Anh. Vâng, lạc đà sẽ đến ngay thôi. Cầu 6 dân. Vâng, M7 là bài đấu đánh dò thủ nhưng mà tôi đã trong thời gian đang chuẩn bị có đơn vị lạc đà xuống đây rồi. Vâng, có lẽ một tuần thi đấu câu kéo đợi người bị lạc đà. Ở thời điểm này con dò của game thủ M7. Vâng, lạc đà đến thì coi như M7, coi như nhìn đám nông dân này có thể nằm xuống. Rồi chơi vẩy cả e bắt dò. Đó, khá khó chịu đến từ Tùng Anh. Đó, một tuần thi đấu mà Kende để có thể phán đoán hướng dân chạy. Bằng vẩy e sao? Vẩy vẩy e là bạn muốn tàu à? Đó, một tuần khá quái đến từ Tùng Anh. Đó, một tuần khá quái đến từ Tùng Anh khi mà Tùng Anh vâng chạy được vâng 5 con dân vừa rồi. Đây là máy tí. Giờ tôi thi đấu mà chơi vào được khoanh gỗ của game thủ người cầm màu 5 nô 1. Vâng, đây là map đấu mà game thủ màu 8 là bài đấu 6 giờ là một đấu đoán cung. Trái với thời điểm đầu tiên này tôi phán đoán là bài đấu của Seng cho nên màu 8 là người lên sớm. Và đội bạn vẫn sẽ là anh chém nhưng không. Dường như là Seng phô thì phải. Rồi một bãi vàng đến từ nô 1. Nô 1 dường như đang là người chưa để ý và trên giữa bắt đầu tôi đang thấy có những cái xác hươu. Vâng, chắc chắn tầm khoảng 5 dân này sẽ phải ngã xuống. Đang ăn được khoanh vàng game thủ màu 5 từ màn hình máy tí. Vâng, đây là Alonso. Vâng, Alonso đang phối hợp với game thủ mùa 3. Vâng, có lẽ quay trở lại gặp mùa 8 đầy quân kìa. Vâng, mùa 8 đang là người đi quân. Vâng, quay trở lại với màn hình máy xi măng nào. Rồi phát hiện ra thêm một tân dân nữa của game thủ mùa 5. Vâng, xuống chơi luôn. Như vậy là quyết định chơi dành cho game thủ chúng ta. Vâng, với e đến từ xi măng. Vâng, kia cũng có e của game thủ vâng Alonso. Vâng, nhưng không tân này. Rồi rồi, vậy thêm 2-3 e nữa. Ông thần thi đấu một đầu tư khá nhiều bè có thể bắt được thần trọn vẹn thần cung R này. Rồi không cửa chạy. Rồi anh để ý đen đi bằng lấy ít gỗ nào. Vâng, đây là máy game thủ Alonso. Vâng, 22. Một thần đấu phối hợp với game thủ Simang tham lai thời điểm này không vâng không bị ảnh hưởng. Cơ cầu cho mình cái giáp 4 đến từ xi măng và anh lực khỏe có làm 7 cộng 2 luôn không? Đúng rồi, 7 cộng 2 và thì điểm sau sẽ xóa thêm ruộng. Xóa thêm ruộng và chuẩn bị những nâng vâng sẽ là tăng A. Đây lạc đà màu 5. Vâng, có lẽ đang là một tuần thi đấu mà dòng vào sau có thể bắt. Vâng, tuần thi đấu này mình cứ giả vờ sửa e. Vâng, vẩy cả BE luôn. Vâng, thêm một e nữa anh. Tuần thi đấu mà khá thỉnh đến từ game thủ nô 1 nhưng mà tuần này dường như một tuần không cửa chạy rồi. Tuần này chạy thì khả năng cao thì game thủ nô 1 cũng là người phải ngã xuống khoảng tầm 5 con lạc đà. Đằng Babylon dường như đã là lên cho mình cái giáp 4. Đang lên. Và đen e đang để đen e đi có thể lấy gỗ. Bởi ra phải là người vẫn còn người sống tiết kiệm. Tham lai màu 8 vẫn là tham lai màu 8 là tham lai khỏe đến từ cái thủ bên phía Nghệ An.
Rồi đây là máy Tý đây, 15. Và đây là máy Hoàng Mai Nhi 37. Và dường như đấu cánh bên này thì game thủ Tùng Anh là không chơi được thì phải. Rồi đội bạn là bài đấu đi đang công P. Vâng, Hoàng Nhi đang bị người cầm 17 chơi khá nhiều phù chơi tờ này. Vâng, 3P. Bởi như vậy các thủ ta quyết định chuẩn bị tô màu một tờn vào nhà game thủ người cầm màu 8. Ở trận đấu này thì nhà màu 8 Exciter là một bài trong hướng 6 giờ. Bởi vậy quyết định bỏ tạm thời gác qua nhà kiếm thủ màu 8 và sẽ chuyển sang nhà kiếm thủ màu 7. Vâng, làm những thêm BN mới. Vâng, BN mới và có lẽ thời điểm sau chúng ta sẽ chuẩn bị bùng gỗ như là thời điểm tăng A đến từ kiếm thủ Simang. Vâng, Hoàng Mai Nhi theo lại 38. Vâng, có lẽ như vậy Simang ngay quyết định chơi cánh bên này. Vâng, quyết định sẽ làm tơn chặt. Vâng, tắt kéo xa chéo sang cánh bên này có thể làm yếu nhà kiếm thủ màu 7 một tơn. Khi bên kia dường như là một còn mỗi màu 8 thôi. Đây là máy Tý Alonso. Vâng, đây là máy Tý. Vâng, đội đó kịp rồi. À, được, đội bạn đang đen kia. Không, như vậy là hơi vâng, chưa vào được. Vâng, đội bạn đứng khá để ý dành cho game thủ màu 6 và màu 8. Màu 6 đang có một tân dân hồi lại trong nhà game thủ màu 8. Và đây là máy của Simang. Vâng, trở lại máy của Simang khi mà anh đang đẩy nhà game thủ màu 7. Vâng, 7 đang là người nằm khá nhiều dân. Vâng, thông tin báo về dường như trận thi đấu này Tùng Anh là người chủ động sắc với khoảng tầm là 3 xịch dân. Vâng, 89. Rồi, rất nhiều dân đến từ màu 7 rồi. Và tham màu 7 để bắt đầu quát lại. Vâng, không biết thời điểm này thì game thủ người cầm xe anh trong tay. Vâng, không biết là xe anh đang sóc được bao dân rồi. Đội bạn quyết định ốp. Vâng, tờ này giật vào. Vâng, tờ này giật vào diện dứ. Và có lẽ thời điểm này thì đồng đội sẽ cùng vâng sẽ là ốp lên nhà game thủ màu 8. Vâng, thời điểm mà cùng rờ màu 7 màu 8 đang đi khá đông. Vâng, có lẽ tơn trong nhà mình giật vào bên trong diện dứ và để cho đồng đội. Đây là thời cơ đồng đội có thể sang. Vâng, Alonso với timeline là 19. Vâng, anh em chuẩn bị đến nhà màu A màu 8 rồi. Vâng, Alonso đã đến đợi một tí một tơn. Vâng, Tý đang khoáng bên trong. Vâng, Tý đang khoáng bên trong rồi. Tơn này chỉ cần có xi măng đến bắn cùng. Ở màu 8 đang khá loạn nhà. Vâng, trong nhà màu 8 thì người ta gọi là đồi thông hai mộ và có cả màu 6 game thủ khóc vô lệ. Tơn này một tơn mà mất khá nhiều nông dân đến từ game thủ màu 8. Đó, mặc dù timeline của Tý thì này chỉ là 16 rồi. Đây là máy Hoàng máy gì? Vâng, thằng này Hoàng Nhi 43 thoải mái chơi. Vâng, anh đang kéo xuống và đây là máy Simang. Vâng, một tay thủ nhà và anh để ý cái tên nhà màu 8 kìa. Vâng, tên này dền dứ có khả năng. Vâng, tên thi đấu này khả năng nếu mà nở ra thêm những tên cung A cung R tại nhà thì khả năng chúng ta vẫn đỡ được tên này. Vâng, nhiều nhà cũng đang hơi mất tay. Vâng, cả người cầm màu 8 và người cầm màu 3 đang là một thế trận mà vâng, đều đang thủ nhà và đều đang đi ốp nhà. Ở người cùng rợp tại vâng, thằng này xi măng tụt xuống chỉ là 33. Một thế trận khó trong một tuần thi đấu ốp nhà vừa rồi. Màu 8 vẫn là thằng này khá khỏe.